Nghi phạm trốn sang Campuchia để vận chuyển 19 kg vàng, bất ngờ quay về đầu thú. Sáng nay ngày 28 tháng 7, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Tấn Phong, sinh năm 1978, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang, ra đầu thú do có liên quan vụ vận chuyển 19 kg vàng trái phép. Sau khi phối hợp với lực lượng công an tỉnh An Giang bắt đường dây vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh biết được đối tượng Phong có tham gia vụ vận chuyển này và đã bỏ trốn sang Campuchia nên vận động gia đình thuyết phục Phong ra đầu thú. Cụ thể trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7, Phong đến trạm kiểm soát cửa khẩu Khánh Bình thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú đầu thú. Phong khai khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7, Phong điều khiển xuồng ra sông đánh cá rồi vượt sang bờ sông của Campuchia. Tại đây Phong gặp một người đàn ông Campuchia không rõ lai lịch để nhận vận chuyển thuê bọc đồ qua bến phà chợ cũ Long Bình, thị trấn Long Bình để ở đó, tự có người đến lấy. Phong cũng nhận 50.000 riyen tiền công vận chuyển từ người đàn ông Campuchia. Khi vận chuyển về gần đến nhà, Phong gặp lực lượng chức năng nên hoảng sợ và bơi sang phía Campuchia bỏ trốn. Trước đó, như báo Người Lao Động đưa tin, lợi dụng đêm tối và khúc sông vắng, các đối tượng đã vận chuyển 19 kg kim loại, nghi là vàng, vượt qua biên giới như đã bị lực lượng công an tỉnh An Giang bắt giữ. Vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 7, ngay sau đó, các đối tượng HVS sinh năm 1963 và NHT sinh năm 2001 cùng ngụ thị trấn Long Bình đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng S và T khai báo đã cùng Phong tham gia vận chuyển trái phép số kim loại trên từ Campuchia về Việt Nam để giao cho các tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tiêu thụ. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khẩn trương tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại thành phố Châu Đốc và huyện An Phú, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!